Các bạn đang theo dõi kênh của Trường Doanh Nhân HBR. Phễu Digital Marketing, chiến lược bán hàng đỉnh cao cho doanh nghiệp. Phễu Digital Marketing là gì? Phễu Digital Marketing là một mô hình bán hàng tiếp thị sản phẩm theo từng giai đoạn của khách hàng để dần thuyết phục khách hàng mua sản phẩm. Phễu Digital Marketing biểu trưng cho hành trình của khách hàng đến với các bước mua hàng của bạn. Khái niệm này được minh họa hình phễu bởi luôn có một tỷ lệ khách hàng rớt khỏi phễu tại mỗi giai đoạn. Một ví dụ cho bạn dễ hình dung, giả sử bạn mua nón bảo hiểm. Nhiều người tìm mua nón bảo hiểm trên Google. Bạn biết điều đó và website của bạn có thứ hạng rất cao cho từ khóa mua nón bảo hiểm. Phễu Digital Marketing sẽ minh họa như sau. 10 người tìm thấy trang của bạn trên kết quả tìm kiếm. 4 người click vào trang của bạn. Tại đây họ thấy khuyến mãi giảm 20% trên website của bạn. Đổi lại, họ phải nhập email vào khung đăng ký. 2 người quyết định nhận khuyến mãi này. 1 người quyết định sử dụng mã khuyến mãi này. Luôn có một tỷ lệ khách hàng rớt khỏi phễu tại mỗi giai đoạn. Phễu Digital Marketing hoạt động như thế nào? Mỗi doanh nghiệp sẽ xây dựng một phễu Digital Marketing riêng phù hợp với chiến lược, cách thức kinh doanh của họ. Và sau đây là phễu Digital Marketing cơ bản nhất đã được nhiều doanh nghiệp áp dụng hiện nay. Giai đoạn thu hút. Đây là giai đoạn đầu tiên của phễu, nơi khách hàng mới biết đến bạn, chưa hiểu gì về bạn. Tại đây khách hàng đang ở trạng thái lạnh. Điều bạn cần trong giai đoạn này của phễu là tạo ra các nội dung thu hút họ. Làm sao để có nội dung thu hút khách hàng? Hãy trao cho họ những nội dung họ muốn xem, giải quyết được các vấn đề của họ. Tại giai đoạn này, hãy cho đi, cho hết đi, chưa tính đến chuyện nhận lại. Giai đoạn giáo dục. Tại giai đoạn này của phễu, khách hàng đã biết tới bạn, đã biết bạn làm về lĩnh vực gì. Vì vậy, tại giai đoạn này, điều bạn cần làm nhất là hãy giáo dục họ. Giáo dục là gì? Hãy trao cho họ những kiến thức, thông tin giải quyết cho vấn đề của họ, rồi dẫn dắt tới sản phẩm của bạn. Hãy chứng minh cho họ thấy tại sao họ cần tới sản phẩm của bạn. Đương nhiên sản phẩm của bạn phải có chất lượng và giải quyết được vấn đề của họ. Giai đoạn chuyển đổi. Khách hàng đi qua thu hút, qua giai đoạn giáo dục và ở tới đây với bạn là bạn đang dần thành công rồi đấy. Giai đoạn này hãy cố gắng tìm cách để thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của bạn. Bạn có thể đưa ra những bằng chứng thuyết phục, cho họ những ưu đãi, quà tặng để thu hút họ mua sản phẩm. 3. Xây dựng phễu Digital Marketing bài bản cho chiến lược kinh doanh của bạn. Bước 1. Xây dựng chân dung khách hàng. Chân dung khách hàng rất có giá trị trong marketing bởi vì họ cung cấp cho bạn một hình ảnh rõ ràng về những người bạn đang cố gắng tiếp cận. Bạn có thể xây dựng chân dung khách hàng dựa trên những thu thập về nhân khẩu học như độ tuổi, giới tính, vị trí, nghề nghiệp, thói quen, hành vi mua hàng. Những thông tin này sẽ cho bạn một mức độ hiểu biết ban đầu vào những quyết định mua hàng của họ có thể trông như thế nào. Bước 2. Xây dựng thành phần của phễu. Để hiểu được phễu marketing là gì, bạn cần phải biết nó gồm những thành phần gì. Về cơ bản, để xây dựng mô hình Digital Marketing hình phễu thành công, bạn cần phải có: xác định nhu cầu vấn đề của khách hàng. Để biết khách hàng cần gì, mong muốn gì, từ đó đưa ra những hướng tiếp cận và giải quyết hợp lý. Tìm kiếm thông tin. Để xây dựng content, SEO web, chạy quảng cáo hoặc các chiến lược truyền thông khác giúp chạm tới người tiêu dùng. Đánh giá cân nhắc giữa những sự lựa chọn. Chẳng hạn bạn đang băn khoăn giữa hai mẫu quảng cáo và không biết nên chọn mẫu nào. Lúc này, bạn có thể chào hàng miễn phí cho khách hàng và xin ý kiến từ họ, thúc đẩy quyết định mua hàng. Ở giai đoạn này, nội dung content bạn cần nhắm đến giúp người mua của bạn cảm thấy tự tin rằng quyết định mua hàng của họ là quyết định đúng đắn. Chăm sóc sau bán hàng. Đừng nghĩ bán hàng xong là xong, bạn cần phải có chính sách chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn nữa. Nếu bạn chăm sóc họ tốt, họ sẽ quay lại, thậm chí giới thiệu sản phẩm cho những người xung quanh. Bước 3. Đánh giá thường xuyên. Thông thường, các doanh nghiệp sẽ đặt phần lớn trọng tâm của họ ở phần phễu chuyển đổi và ít sự tập trung vào phần đáy phễu, nơi hoạt động bán hàng trực tuyến diễn ra và tỷ lệ chuyển đổi tăng. Điều này dẫn đến hao hụt một lượng khách hàng đáng kể. Do đó, bạn cần phải luôn đánh giá và kiểm tra xem phễu có bị dột ở chỗ nào để kịp thời điều chỉnh. Chúc mừng bạn đã xem hết video. Để không bỏ lỡ những kiến thức, xu hướng kinh doanh mới nhất, hãy nhấn subscribe kênh YouTube của Trường Doanh Nhân HBR. Doanh nghiệp của bạn có đang gặp khó khăn trong bối cảnh đại dịch COVID-19 kéo dài? Bạn đau đầu với việc tìm ra những chiến lược, phương thức kinh doanh hiệu quả giúp doanh nghiệp có thể vượt qua đại dịch? Tham gia ngay các khóa học tại HBR để được cập nhật những xu hướng kinh doanh mới nhất thời COVID, đồng thời được giải đáp trực tiếp những vấn đề đang gặp phải để tìm ra hướng đi mới phù hợp nhất cho doanh nghiệp của mình. Các khóa học bao gồm: xây dựng hệ thống marketing chuyên nghiệp, xây dựng hệ thống và mô hình kinh doanh online, xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội, xây dựng hệ thống đào tạo nhân sự nội bộ,
hãy đăng ký ngay các khóa học trong đường link ở dưới phần mô tả video này để nhận mã giảm giá lên tới 1 triệu đồng hoặc gọi số hotline trên màn hình để được tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.